Ồ, nó bự luôn. Ôi ơi, bự luôn. Quá chừng rồi, nguyên một đục luôn rồi. Ôi dồi ôi, con cá hú, chà bá biển. Ôi cá hú này 3 kg mấy 4 kg á. Dạ Tùng xin chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà quay lại kênh 66 TV của Tùng nha. Hiện tại mình đang ở dưới bè của anh hai cả nhà. Hôm nay trên bè có anh hai cũ, anh Lộc với em Đạt. Hôm nay mấy anh em mình bổ lưới neo đậu xuồng ở bên đây này cả nhà. Tới nước bổ lưới rồi cả nhà. Anh hai cũ với anh Lộc lên đường. Đó. Mày nổ im quá. Đây là mông ngô anh Lộc ơi. Dạ. Đạt bổ luôn hả Đạt? Rồi chúc Đạt may mắn nha. Sao? Còn có anh em mình nè, mình đợi một hồi hả? Đợi nước ngon cái bữa ha. Canh, rồi canh. Hai canh nước dữ lắm. Coi tới nước mới được. Ủa? Đi bữa. Đi bữa. Đi bữa cả nhà ơi, đi bữa lưới. Bò chắc cứu. Bò chắc ăn. Trước khi bổ lưới chị hai chuẩn bị đèn phao dưới cờ nha. Cái tay lưới của mình là có hai đầu, mỗi đầu thì có đèn phao dưới cờ đó. Đèn này bình thường nó sáng này nha, đèn xanh nè. Đó, bây giờ mình gọi. Mình gọi thẳng cái này vô cái đầu nó không có chớp nữa. Là do nó nhận cảm biến ánh sáng á, nó cứ nghĩ là ban ngày. Đó, thả ra nó chớp rồi. Tới nước đi cuốn lưới nha cả nhà. Anh em mình nãy giờ bổ xong rồi, vô ngồi đây nói chuyện rồi. Em Đạt với lại mấy anh em cũng bổ xong rồi, nói chuyện tán dốc là nửa tiếng hồ. Mời cả nhà xuống xuồng theo anh em mình đi bắt cá nha. Tới lưới cả nhà ơi. Gì phải ngồi luôn đấy. Dính mày cá đi, cho thầy Đạt lại gỡ tiếp lấy nhớt nè. Dính gì trước đây thầy? Thầy Đạt. Cá bò xa. Bữa hổm cũng đón cá bò xa tới mới xong. Tới cuối lưới mình kia nó dính bò xa. Đi bò xa thiệt á. Tới anh cột luôn. Đón hay thiệt ha. Bữa nay coi còn hay nữa không nào. Bây giờ là 11 giờ rồi cả nhà ơi. Nó với cái sủ, lỗ cái sủ nó mất tiêu hết rồi. Bữa nay trời trong, không có mây, có sao rồi đỡ quá. Nay trời mát, gió lành lạnh. Đạt bữa nay giăng lưới rồi hả? Không chơi câu hả? Sao nghe nói chơi câu mồi chuối gì mà? Chưa. Gì?
Bữa nào là tái sức mồi chuối coi. Không sủ không gì con. Đây có lỗ sâu lắm không? Ừ, cá cây bự giờ làm như muốn tiệt chúng à. Rồi nói cá cây cũng đi bày chứ bộ. Nguyên bày, nguyên bày, giờ mất tiêu chưa. Giờ nhà không có, chỉ đứng nguyên bày. Ừ. Có là tầm này là có gì nè. Rồi trước mấy cá kia nhiều quá, cái cá cây chê ha. Giờ kiếm đâu không kìa. Kiếm cá cây bự quá con ra. Bắt hết luôn tí. Cá xa đâu ta chưa lên nữa. Nhưng mà sủ quá chó không có thôi. Cá xa mày sao quá. Rồi giờ nay không chừng người Đạt đón chất quất. Sao chất được hả? Bữa hổm anh đón cá sủ không? Bữa nay anh tiếp tục anh đón cá sủ. Cuốn chưa? Nè. Dính đường cá đi ha, đi cuốn thôi. Nha, vô này cái số bự 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 không có tiêu vậy. Đó, ủa. Sai lầm. Sai lầm đã coi. Thấy trắng trắng kìa. Chà, giờ này có tô hủ tiếu đã lắm anh ta. Ờ, hủ tiếu sườn heo luôn nè. sườn heo. Một cây lớn. Không thấy con gì hết. Đi hả? Rồi em đặt lên đường đi cuốn lưới rồi nè ơi. Chúc may mắn nha Đạt. Cái này gì đây? Bánh bía hả? Có gì lên cũng coi nha. Bánh gì bánh lột da. Ôi trời trời, bánh ngon hả? Bánh lột da Trương Mỹ Phước kiểu như bánh bao chỉ, ở bánh bao lớp á. Ở đâu bánh bao gì đó. Ừ. Bánh bao lớp. Ừ. Nhưng mà này như đậu xanh nhiều, bánh bía mày nhân đậu xanh với lại sầu riêng. Bao chỉ thì đó mẹ nhà bán nhóc. Bao chỉ, bánh chao. Bánh bánh gì ta? Bánh in. Bánh salam, bánh quay chèo. Đủ thứ chứ. Hồi nhỏ em không thiếu gì chứ. Bán đó rồi đầu ăn. Có nhà có bán thì có ăn. Nó con gì? Con gì? Con gì? Chưa lên con gì. Anh hai nó con gì kìa? Con dính chì nè. Chưa thấy gì trơn á. Rồi con dính cái gì, cục gì? Rồi cục gồng gọc của mấy người nó. Cái gồng gọc dính lứ. Ừ, sĩ lứ là tưởng đâu dính con cá. Quá đồng giả rồi cả nhà ơi. Cái này coi còn sử dụng được không? Xay không? Xét. Ừ xay. Có bánh xe nó chạy chạy mới được nha. Rồi cứ nhắc. Không được luôn. Lỗ luôn rồi. Tin tưởng đâu có này. Ê. Wow. Bào. Nãy giờ báo động giả mấy lần rồi. Mong cả nhà thông cảm nha. Tại vì mình trông cá quá đi. Thấy gì trắng trắng mình cũng tưởng là cá hết trơn. Nãy giờ toàn là gỡ bọc. Gỡ cây. Cửa bao. Bánh. Bánh. Mì, hủ tiếu. Nãy giờ ăn uống no sai rồi. Hủ tiếu, bánh gì nữa thì đủ. Từ giờ nãy đọc nghe bánh lột da hết hồn nhưng
nghe bánh nục da hơi ớn ớn, nhưng mà mình nhìn lại cái hiệu của cái nhà in hình cái bánh bao chỉ mới biết bao chỉ nó cũng có lớp vậy đó. Mình gỡ rồi nè, nhưng trong nhân đậu chậu kiển hả, chậu kiển ờ à, lên chậu kiển chậu này cũng không sử dụng được luôn, nay dính đồ gì không 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 có tái sử dụng được nay, cái gồng gọc cái gò ghẻ hồi nãy cũng vậy nữa, dưới nước nó xét hết rồi, còn cái chậu này lại gách tan ben rồi. Cái chậu này có bự bự cái trồng nhãn thọ rồi ha, tết rồi trưng rồi. Ủa anh hai chồng nhãn thọ ra duyên không mà. Tháng 2 quá, năm nay tháng 2. Tháng 2 luôn hả? Quá gì? Gầm gầm tới 2 chứ không thèm gần duyên. Tháng 15. Anh hai sợ trùng kèo với người ta đó trời. Sợ tết rồi, đông ken hết sao được. Mình phải đi chịch chịch vậy đó. Gọng ngày, gọng tháng ra. Con lông dữ. À, đúng rồi. Có cái này mình để vô. Chổi nó ra được. À chổi được rồi nè. Đó, đi nè. Rộng rộng vậy nè, thấy nó vô. Quá ngon, quá yên. Trời ơi. Thế này nó cũng quá trời mục rồi, đụng tới đâu làm tạt tạt tới đó. Bữa nay có khi nào bữa nay dính kéo lưới dính hung vàng không? Có. Mấy ông bà xưa hay nói kéo lưới dính hung vàng á thầy. Mà ơi. Hồi xưa ông bà kể mà bây giờ mình thử mình kéo dính hung vàng thôi, mình có quay phim nè. Sự thật. Dính cá nè, cá cóc, 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 cóc. Phải không? Cốc, cốc, cốc. Cá cả nhà ơi. Nó chạy hả? Thấy trắng trắng rồi kìa. Đó, 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 đó. Có lý, có lý. Rồi, kêu máy á. Ồ, bị con cái cốc. Rồi, đẹp, hãy đón cái bà xa. Đón cái thủ. Lên cái cốc. Quá cái chân. Gỡ nằm đâu trống trường. Nãy giờ không có cá, giờ có cá gỡ nựng cá hay không? Cũng dạ. Có nựng không? Cái cốc nó yếu cái nè. Ở dưới thì nó mạnh, dưới nước nó mạnh mà lên lưới nó yếu lắm. Nên mình phải hy sinh mấy mặt lưới mình cứu nó cho nhanh. Để nó mạnh sáng bán cũng bán có giá được. Lạch cá ngoài này xa quá. Cái cốc này là tới ngoài này mình có luôn. Trên cả góc luôn. Hả? Trên cả góc luôn. Đi đâu mà này gốc gì vậy? Ủi cái đi. Hả? Ủi cái đi. Ủi xuống. Ủi xuống. Bên hai cột cái lưới vô cái mũ xuồng cái nè. Mình ra sao mình chạy máy. Ủi cái. Hy vọng cái này dính cá sủ đi. Một con cá cóc nữa. Phải không? Ôi, ủi hiệu quả vậy. Con cá cóc đi, ghen con cá cóc này ta, cỡ nó luôn á. Hơn. Hả? Bự hơn. Rồi còn đó dám 2kg lắm á. Cái cóc cái này đi xa dữ anh hai ha.
rồi, được hai con cá cóc cả nhà ơi. Con này bự hơn. Ba cây. Đi qua. Tôi mới nói nha cả nhà. Tay lưới của mình gồm nhiều cây lưới á. Mà mỗi mỗi đoạn cái mình có khớp nối. Cây nó dài khoảng từ 100 tới 120 thước. Nó hú. Ê cái hú. Hú rồi má gì tên đầy dữ trời. Có cá hú rồi cả nhà. Cái này cũng gần ký, non ký. Khoảng 800 g tới 1 ký. Nhà kiếm mì kèm đó. Có cơ hội sử dụng kèm rồi nè, có nhớt rồi nè. Hà kiếm kiếm rồi nè, có thêm rồi nè. Con cá đi lạc á. Cá đầy đâu có con cá đi quậy. Bữa nay ngộ cá cóc cũng đi xa, cá hú còn đi xa hơn nữa. Bữa nay hồi ông ra cuối lưới ông dính bà xa ngoài á. Bà xa đi dữ lắm. Từ để chị Hai cứu mày. Từ từ mặt lưới. Mình hy sinh mặt lưới đây rồi. Mình gỡ ra cho nhẹ cho dễ chứ nó quấn nhiều mặt quá. Mấy vòng luôn mà. Vô. Rồi, mình thêm con cá hú nữa. Gom góp. Cái hú này em đạt với anh cúp quýnh nó quảng quá, nó chạy ra đây chứ làm gì con đó mà nó tới ngoài này trời. Đây là lưới của anh cúp với em đạt, không chừng có cá hú qua xa trong đó ngay bậy. Anh Hai chủ định bữa nay đi quýnh cá cóc mà. Chính hai con cái sổ không có sổ tóc chưa à, đây ngoài hết lưới còn à, nghe anh còn hy vọng anh ơi, còn lưới là còn hy vọng cả nhà ơi. Nói chứ cũng còn dài lắm, cũng rất là nhiều lần anh em mình kêu là sao ta, chúng đặc biệt, chúng mấy giải đặc biệt cuối lưới rồi. Cái vậy á, lưới neo như vậy đó, mọi chuyện thì có thể xảy ra, còn lưới là còn cá. Tại vì khán giả mà xem kéo lưới neo thì mong mọi người kiên nhẫn. Lưới neo có nhiều điều bất ngờ lắm. Rồi anh Liêm vậy nữa, lúc đó nguyên ra lưới không dính, cuối lưới làm con cá mè gần cái chục ký, 8-9 ký gì cũng đỡ. Một cây cuối cùng gần hết lưới rồi cả nhà, còn cây lưới này nữa. Dâng lên gần về nước rồi. Đạt cuốn lưới xong rồi. Thì lại báo cá chứ đâu. Thế nãy em đã có cá đâu, không biết nhiều ít à. Kêu gửi cá. Ê, trời ơi. Còn cây đó, còn khúc cây. Đó không phải đó, còn nữa. Mấy con. Mấy con. Hả? Mấy trăm con. Con nào bự không? Được con bự. Vô rồi. Thôi không, có không, em đi vọng rồi nó chết. Con chứ. Ngủ mắt lại đây đằng báo cá. Trời ơi. Đi vọng qua đây cái đặt. Gì vậy? Dạ, em hút cây vậy. Quá rồi, rồi coi. Phụ cái đặt coi. Kéo vào này. Vọng qua, vọng xuồng qua đi trước đi tính. Đậu đây luôn. Cái gì tùm tùm không? Cá hú không à. Đi qua bên kia kìa. Qua bên kia mà gỡ cái. Qua bên kia đó mà gỡ quả luôn. Rồi cái đầu nó nha rồi. Con cá em đạt cái. Ồ, nó bự luôn. Ôi thôi bự luôn. Quá chừng rồi, nguyên một đục luôn rồi.
Cá này rồi, cái cá này mà nó dính đâu mà hồi nãy ta lưới thấy không đạt, anh hai nói rồi, anh hai nói đường lưới của em hôm nay ngon. Ở trong bờ mình cũng chết không có dính con gì ra ngoài cuốn rồi, em thấy nó lên tiêu nó gào vô chứ đâu thiệt, lâu lên nguyên chùm. Câu lại cái nữa coi. Ôi dồi ôi, con cá hú chà bá biển. Ôi cá hú này 3 kg mấy 4 kg á. Con bự vậy hả? Ồ, bự lắm. Có em đạt lại phụ kéo gốc cây lên nha, gốc lừng. Nãy giờ hàng chi hai nó kéo nặng quá. Kìa, loạn đấy nè. Tôi lội ra bên lạc rồi nè. Lội đâu mà lội, cái lưới nó nằm ngoài nè. Lên xuống không? Kéo lên luôn không? Lên luôn đi, lỡ lên này xéo lỗ ra luôn đi. Ây da. Bảo bên đó đi. Đúng rồi. Quen từ từ đó. Đâu được con cá cóc đó hả? Hai con. Đừng cặp đấy, cặp cá cóc. Con mà sẽ cũng muốn con cá. Cá cóc bị dính đốt mài hả? Giữa sông dính này. Kì vậy? Ủa, hai con ba xa còn nhiều cá hú không? Vì nó không phải đi rộng mà. Đưa rộng đi. Rồi, chúc mừng em đạt nha. Yeah. Thấy chưa? Anh tùng chút là... Ờ, nó hấu như con cá phèn ra luôn rồi. Nó ăn nguyên cái phèn luôn hả? Ừ. 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 Chục con núng luôn, con chó nữa. Ừ, vậy ngon rồi. Em đi rộng lên nó chết. Cái hú nó tầm 4 kg không đạt? Rồi đó. Nè, không biết hơi ra. Rồi. Còn nhiều con ký. Anh, ở đây đi, anh hồi anh dính cái sủ 1 kg nè. Con nào mà nhỏ chân. Con nhỏ đâu ba. Ờ, nãy tao tính bỏ xuống đó, mày chạy trong đó rồi tao mới quẹo lên đây luôn á. Bỏ quẹo xuôi lên, tao lứng lên, nó trôi tuốt cái này luôn. Nãy tính quẹo xuống rồi đó, ông bộ dưới xuống dưới. Đợt này tại lưới có ngắn mà hả, có 2 cây mấy hả? Đó. Vậy hả? Mấy trăm mấy chục thước mà làm dữ ha. Xuống rồi ông ơi. Dây kìa. Ê ê, bên lại. Ồ, cái cốc này nó tỉnh nè. Hồi nãy nó lật bụng. Cái con ba ở cái hú nó lật bụng. Không có cái cốc cả nhà. Đó, giờ này mạnh rồi đó. Không có cái sủ nữa hết. Rồi hết lưới rồi cả nhà ơi. Ta lưới hôm nay anh em mình được 2 cái cóc với con cá hú. Hú đi lạc nhau hay hú bậy. Ờ cái cóc này mạnh nè. Ấy sao con này lật bụng, nó ngon bơi con. Bụng gì vậy? Con này gỡ đầu, nó hơi yếu hơn. Con gỡ sao, hay gỡ nhanh hơn nó mạnh. Rồi anh em mình chạy về cả nhà ơi. Cái gọng có với bè cái nào? Để chạy vô mình lấy gọng rồi mình bắt cá ra. Cá cả nhà ơi, một con cá hú. Một con cá cóc. Dạ. Cái cóc bự. Nè nè. 2 con 3 kg mấy á. Con đi hồng à, con đi hồng có sẵn ở trong đục cả nhà. Anh em bắt cá luôn. Vậy là điểm lại là hôm nay anh em mình bắt được 1 cặp cá cóc với lại 1 con cá hú à. Cũng được, tính ra thu nhập cũng cỡ 300 mấy anh ơi. Đâu tệ đâu, tưởng đâu thất thu. Dạ. Vậy rồi. Dạ. Vậy rồi bây giờ đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi. Xong đêm lưới anh em, giờ mình về. Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.